Theo đó, 7 đối tượng gồm Nguyễn Đình Hoàng, Nguyễn Đăng An, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Giang, Lê Ngọc Cường, Phạm Hồng Thái bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tối ngày 2 tháng 4, nhóm đối tượng này đã lợi dụng đường vắng cho thực hiện phòng chống dịch bệnh nên đã tụ tập chạy xe tốc độ cao và bị lực lượng tuần tra phát hiện yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này vẫn tiếp tục bỏ chạy và lạng lách trên đường, gây mất an toàn giao thông, khiến tổ tuần tra phải đuổi theo khống chế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai đồng chí cảnh sát thuộc tổ tuần tra đã hy sinh. Cụ thể, tại cơ quan công an, đối tượng Dương Đình Lộc sinh năm 1999, trú quận Cẩm Lệ khai nhận, lợi dụng tình hình dịch bệnh, đối tượng đã rao bán khẩu trang y tế và nhiệt kế điện tử trên mạng để lừa tiền đặt cọc. Kể từ tháng 2 đến nay, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng. Đáng nói, đối tượng Lộc hiện vẫn đang thụ án tù treo do Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội tuyên phạt từ tháng 10 năm 2019. Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Trước đó, rạng sáng ngày 7 tháng 4, trong lúc tổ chức tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm trên địa bàn, Công an xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 61A17724 có biểu hiện nghi vấn. Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, các đối tượng đã tăng tốc bỏ chạy. Truy bắt và kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 14 con chó bị các đối tượng bắt trộm. Các tang vật khác gồm 2 bình ắc quy, 2 súng điện tự chế, 1 bình bột ớt, 3 đầu nỏ bằng gỗ và nhiều dụng cụ tự chế để bắt trộm chó. Các đối tượng khai nhận khi đi trộm chó, Nguyễn Văn Hà làm nhiệm vụ lái xe, Nguyễn Duy Khánh ngồi bên sử dụng súng bắn điện tự chế để bắn chó, làm chó bất tỉnh rồi mang lên xe. Công an xã Phú An đã bàn giao các đối tượng và tang vật để Công an thị xã Bến Cát tiếp tục làm rõ xử lý.